Chào mừng quay trở lại với channel của Zuto. Yes. Và ngày hôm nay ta sẽ chơi El Primo. Nhưng mà mình đã đủ 10.000 điểm tiền tím rồi, cho nên mình sẽ mua cái trang phục. Ok, và giờ chúng ta vào shop thôi nào. Mình đã đợi khá là lâu để còn vào shop để mua, nhưng mà bây giờ nó mới có. Yes. Và đây chính là trang phục El Primo phát xạ. Yes. Trang phục này thì là trang phục thứ hai có hào quang. Hào quang thì nhìn vào hỏng mắt đấy nha. Ok, và test thử thôi nào. Yeah, do this. Mình sẽ mời thêm vài bạn nữa. Ok, và sau một hồi mời thì mình cũng chả mời được ai cả, cho nên thôi kệ đi, lên thôi nào. Và như mọi người có thể thấy, trang phục cực kỳ là đẹp luôn, sáng chói. Rồi xong, mình chơi El Primo hơi bị ngu, cho nên mọi người thông cảm cho nha. Bạn Frank bạn ấy đang ganh tất cả, nhưng mà có vẻ như không ổn rồi. Mình thì chơi mấy nhân vật này mình không quen cho lắm. Thật ra là do lâu rồi mình không chơi, cho nên trình không thể nào ngu hơn được. Rồi, và mình sẽ lấy tem mình làm cái bia đỡ đạn. Ui dồi ôi, tem mình làm bia đỡ đạn thì mình còn ăn nhiều sát thương hơn cả. Yes. Và bạn El Primo bạn ấy làm rất tốt, hạ sát được một người. Không được, mình tính lấy quả bóng đá thẳng lên luôn, nhưng mà do mình chậm tay, bạn Gale bạn ấy đã đẩy mình ra, mình đã không lấy được quả bóng. Mà nói về chính đá của mình thì Ronaldo phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt như thế nào thì các bạn có thể biết sau một tí nữa thôi. Chắc đấy, đến khi nào mình đá được vào. Và có vẻ như mình đang bị ganh. Rồi, và hai bạn đi cùng nhau, cơ hội cho mình tiêu diệt. Không được rồi, mình cũng chả giết được ai cả, mình quá gà. Nhưng mà thì mình không biết làm được gì không. Yes. Bạn Frank bạn ấy đã làm rất tốt, nhưng mà bạn đá bóng chính là cái bạn mà tên là God ấy. Tiếng Anh nó hơi giống nhau cho nên mình cũng khá là dễ nhầm lẫn. Rồi, đó là lý do mà mình ghét Gale. Gale đẩy mình như vậy, nhưng không sao, cho mình cũng được ganh cho rồi. Rất tốt luôn. Yes. Ok, và giờ mình sẽ làm một trận vơ vét. Vơ vét bảo vệ hòm báo. Ok. Và ui, đánh căng cực. Mặc dù mình máu trâu nhưng mà mình nghĩ là lên phát là mình đai luôn. Mình sẽ áp sát Sally. Sally có ulti thì mình mới sợ, chứ chưa có thì mình có thể giữ khoảng cách. Đừng có áp sát hẳn là được, hãy áp sát đúng với tầm. Không thì nó có ulti là mình chết chắc luôn. Yes, mình đã nhảy vào đấm cho cái nhà của tem địch lạt bét, nhưng mà Sally hồi sinh cho nên mình cũng không sống được lâu. Rồi, và tem bạn mất 30% máu trong khi mình chả mất tí gì. Ok, bạn vào chuồng rồi nhá, bạn còn lâu mới chạy được nhá. Rồi, và Pam đã vào chuồng, đi tù. Yes. Hello. Boom. Yeah, mình đã lao thẳng vào và mình chết cực kỳ nhanh. Đây là một hành động cực kỳ anh dũng mà khuyên các bạn không nên làm, để tránh tem gây ức chế. Tránh gây ức chế cho tem nha. Rồi, là mình sẽ lúc đây. Hello bạn ơi. Uầy, bạn dám biết bạn kêu một phát double luôn. Chắc thế. Và giờ mình sẽ chờ một tí nữa thôi, mình sẽ nhảy thẳng vào. Và boom. Yes, mình đã áp sát được. Mình đấm một phát cả hai luôn, cho nên kêu người cực nhanh. Rồi, và mình đã dùng thuật tàng hình của Lazuto. Không biết mấy bạn có thể biết được không đây. Hello. Mình sẽ phá thùng ngay lập tức. Em bạn còn 4k máu.
còn 2k2. Rồi và bạn 8 bit cho đúng một đạn bay luôn. Wow, rất tốt, nhưng mình chả được ưu tú đâu. Không sao, let's go. Ok và giờ mình sẽ dùng cái trang phục sáng chói này để làm mù mắt các bạn, và mình sẽ ra gank. Mình sẽ lúc đây. Và có vẻ như bạn Nali, bạn đã ra để ăn thính, nhưng bạn ấy không biết thính thì lại có cái bẫy chuột. Mặc dù bạn ấy là robot không phải chuột. Rồi và hơi khó đây. Bạn Brock, bạn đã bắn chúng mình. Tấn công. Mình còn 500 máu. Yes. Wow. Quả đấy là mình dễ dàng hẹo cực. Và mình có cái lọ nước rồi kìa. Lọ nước hình như bị giảm sát thương rồi thì phải. Yes. Mình đã búp được. Tấn công. Bạn đã li bạn. Bạn ấy chạy dùng cái ulti để chạy, nhưng mà bạn ấy lại quá là đen khi đập vào tường và lấy lại đúng chỗ xuất phát. Và bạn BB, bạn ấy đã ăn cùng với số lượng cái hòm sức mạnh của mình. Và bạn ấy còn ăn được cái lọ nước nữa. Hình như cái lọ nước này x2 sát thương. Và bạn ấy đang phải đánh với nhân vật mà mình muốn có kia, nhưng mà mình không đủ ngọc đâu. Mình sẽ chờ một chút xong rồi lao vào gây đam. Rồi và có chuyện gì đây? Rồi nhân vật mới kia gây đam theo phần trăm máu cho nên cực kỳ khó đánh luôn. Yes, mình đã tiêu diệt bạn BB. Mặc dù bạn BB ăn cùng với sức mạnh của mình, không những thế bạn ấy còn ăn được cái thùng, thế mà mình vẫn thắng cơ. Rất mạnh phải không nào? Uầy, mình gần chết. Yes. Bạn kia, bạn mà giữ khoảng cách thì mình sẽ thua rồi. Nhưng bạn ấy đã không làm như vậy. Và bạn ấy đã chết do độc. Ok, level tiếp theo nào. Nhưng mà wifi lại không ủng hộ. À, Jinsu hết tài trợ chương trình này rồi. Bạn Jinsu, bạn ấy bảo không được tài trợ nữa. Rồi và cực gắt luôn. Solo với Rosa thì hơi bị khó. Yes. Và bạn Moses, bạn đấy đang cố gắng kill mình, nhưng mà mình đã gây cho bạn ấy gần die. Thế mình sẽ kill lốt. Rồi và mình sẽ đấm chết mấy bạn ấy luôn. Bạn ơi, tại mình chưa có sức mạnh sao thôi, không mình đã kill được easy rồi. BB, BB của tem bạn giờ mới hồi sinh cơ. Mình nói nhầm. Mù thít cực mạnh luôn. Khi mà ném được cái ulti vào 3 người thì nó có thể hồi máu cực kỳ gắt luôn. Rosa bật khiên rồi, nhưng mà mình nhảy thẳng vào để cho tem mình lấy được quả bóng. Yes, cảm ơn bạn. Farm rất nhiều khi mà bạn đặt cái trụ để cho mình hồi máu trong đấy, nhưng mà mình vẫn die. Rất là xin lỗi. À thì hiện tại mình đang hơi mệt cho nên nói chuyện hơi ngu thì mọi người thông cảm. Và giờ mình sẽ thể hiện trình đá banh của Rolando. Đây này. Đó, và lừa địch cực kỳ tốt. Nhưng mà uầy, một tí nữa là vào rồi. Một tí nữa thôi mà. Bạn một hit, bạn đã đá nhầm. Nhưng mà bạn BB lại bắt được. Và bạn ấy lại đá như vậy, nhưng mà không vào. Rất là tiếc. Nhưng mà à thì về chuyện mình đá như Rolando thì phải nói là đẳng cấp luôn. Rolando, mình là một Rolando phiên bản lỗi, phiên bản mới nha. Và tất nhiên là cực kỳ mạnh rồi. Rồi xong thì mình đã ăn no hành. Và giờ mình có ulti rồi, mình sẽ thể hiện này. Lấy quả bóng ném lên phá tường, không thành công, nhưng tên mình đã kill lốt rồi. Mình cũng đã phá được tường nữa. Yes, còn 5 giây cuối cùng thì mình cuối cùng cũng đá được vào. Và giờ sẽ là trận bù giờ. Tí nữa là mình thua rồi.
Nhưng mình nghĩ là mình sẽ không thua đâu, bởi mình mạnh hơn nhiều. Yes. Yes. Rất tốt luôn. Yếu tố luôn này. Wow. Lần đầu ấy. Rồi vào lần này mình sẽ chơi đánh chùm. Chùm quái không biết có mạnh không ta. Mình nên điên cuồng 2 rồi. Thấy chưa, bạn kia hơn sức mạnh của mình nhưng còn lâu mới chất được bằng mình. Đẹp trai quá đi. Vãi linh hồn luôn. Thấy chưa, mình tân phong luôn này. Còn lâu mình mới đai nhá. Và bạn Mark, bạn đấy đang ăn ke hòm. Mình thì nếu mình ăn ke hòm đấy thì mình đánh ngu cực. Và khi chết thì cực kỳ phí. Cho nên mình sẽ để cho đồng đội lấy ke hòm đấy. Rồi. Và đồng đội sẽ lấy. Bạn El Primo, bạn ấy cố gắng ăn chanh. Bạn kia không biết chơi rồi. Bạn ấy đang kiểu cho mình là nhất. Mình chắc chắn thắng luôn. Chắc vậy. Mong sao xem mình không đai nhanh. Robot thì chưa điên cuồng. Nhưng mà robot cũng mất đến 1/3, 1/4 máu rồi. Ôi rồi ôi. Yes. Mình vẫn sống. Quả đấy lấy ra mình đai rồi. Rất tốt phải không nào. Mắc thì có cái phụ kiện cực mạnh luôn. Lướt lên phía trước và bỏ qua toàn bộ sát thương. Với một cái phụ kiện như thế thì bá đạo luôn rồi. Rồi xong, bạn này AFK. Chết rồi. Mất tận 4 cái thùng luôn mới đau chứ. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng lật keo. Mình sẽ ăn cái thùng. Mình ăn cái thùng. Ăn một cái thôi để còn tăng máu, tăng HP. Nên tăng thêm tí đam nữa. Như vậy mình sẽ sống sót được lâu hơn. Và trang phục này thì nó không được hào quang lâu dài, mà cứ quang 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 ấy. Chết tôi rồi. Uầy. Khó quá đi. Có robot này. Yes. Robot thì nổi điên rồi. Và nó còn đến tận 6/10 máu, hay còn gọi là 3/5. Cố gắng tiêu diệt. Chạy đôi. Mình cứ robot lên một tí xong mình đấm. Như vậy sẽ tăng tỷ lệ sống sót cho mình, chứ không lao thẳng vào úp đâu. Và sau khi ăn sát thương thì mình lại để hồi máu thôi. Xong rồi tí mình hãy lao lên nữa. Mình sẽ lấy cái ulti để tốt cho việc chạy. Rồi. Và rất là tốt phải không nào. Ulti dùng để chạy. Yes. Robot đã không lao chúng mình. Robot cứ thấy mình là chạy thôi. Vì trang phục của mình quá ngầu. Thấy chưa, nó chạy mất tiêu rồi. Và mình ăn thiên thạch liên tục. Đó, và nó cứ chạy thế thôi. Ấy, chết tôi rồi. Thôi xong mình. Yep. Và tem con robot còn đến tận 48% HP. Cho nên hơi bị khó đánh đây. Lật kèo nào mọi người. Lật kèo. Lật kèo đi, mấy bạn lên đi. Có vẻ như mấy bạn đã không biết là không thắng được rồi, bởi quái cũng đã lên sức mạnh. Rồi xong, mình ăn một đống đạn luôn. Nhưng mà mình không chết. Robot còn một lần cực kỳ giận dữ. Lúc đấy thì nó cực kỳ là mạnh, cho nên mình nghĩ là không thể thắng được. Ây, nó lao. Cứ khi nào mình lên là nó chạy thôi, bởi mình quá ngầu. À, mình nói đùa đấy, mình đai rồi này. Trước khi chết phải cực ngầu. Yes. Uầy, còn viên đạn cuối cùng thì mình bị sát thương. Và cái gì đây, tại sao lại thua. Ok, và trận tiếp theo nào. Lần này thì mình có bạn Hùng Hục đi theo mình. Tên bạn hay ghê ta. Rồi, tấn công thôi nào. Vẹo nha, chạy thôi. No.
hơi khó, nhưng mà không sao cả. Tem bạn thì có dynamite, cực kỳ nguy hiểm. Nhân vật đấy thì mình cũng không biết nói thế nào nữa, khi mà có thể tiêu diệt mình rất là dễ dàng. Tấn công, yes, kill được một bạn rồi. Nhưng mà bạn Dudley, bạn đấy đã tiêu diệt mình. Như thế vẫn là hòa. Nghe ra là chết một lần, phải kill 2 đến 3 lần. Nhưng mà mình toàn nằm ngược với như vậy thôi. Tấn công nào. Tấn công. Né ra mình để đấy để phá cái tường thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Dẹt vào giờ mình phá tường luôn này. Rất tốt, nhưng mà mình đang sắp đai rồi bạn ơi. Uầy, tầm của Dudley hình như hơi xa thì phải. Chắc thế. Và Gale vượt tiến hóa lên. Khi Gale tiến hóa thì có thể bỏ qua sát thương. Rất tốt. Rồi xong rồi. Jeep. Ok, không sao cả. Lên thôi nào. Tấn công. Ôi bom. Jeep mình rồi. Dynamite quá là nguy hiểm. Không những thế, tem của Dynamite còn toàn tanh nữa, cho nên rất là khó luôn. Trình bắt bóng của mình này. Yes. Thấy chưa, trình của mình cực cao luôn. Mình không những đá giỏi mà còn bắt bóng khôn nữa. Hoàn hảo thật. Rồi xong. Rồi xong. Yes. Vừa lấy là một pha lật kèo của Ronaldo. Phiên bản lỗi. Do nó toàn là một màu xanh à. Mình đã lấy được quả bóng. Mình sẽ lém lên. Boom. Yes, timing. Cố lên nào. Có vẻ như dễ dàng chiến thắng đây. Yes. Lật kèo. Wow. À thì giọng của mình hơi. Ok và. Mình nói lại vừa nãy, giọng của mình hơi bị khác. Do là mình đang hơi mệt, với cả sáng nay còn ốm nữa mà. Nhưng không sao. Rồi, cố lên nào. Và trận này thì mình khá là khó chịu khi mà tem bạn có tích. Rồi xong, mình đã bị lộ vị trí. Mình còn ăn quả bom này nữa. Mình sắp đai rồi. Mình sẽ cố gắng cầm cự trong này. Không biết mình có thể đai không ta. Tem bạn không biết tiêu diệt được mình không. Mà mình đang hồi máu dần này. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt luôn. Yes, mình lấy được hết luôn. Rồi xong. Mình ăn cái này nói chung là đau cực. Rồi xong. Mình lại gần đai rồi. Rồi xong, mình hẹo rồi. Nhưng mà pha cầu giờ vừa lấy cực kỳ đẳng cấp. Đây là mình tự nghĩ thôi nhá, chứ thật sự thì không ngôn ti được. Mình thấy nó hơi khó đây. Mình nhảy ngôn ti lên không gây được 1% nào. Và tên bạn đang gây sát thương cho mình. Cho cái hòm chứ không phải mình. Rồi và mình sẽ chui vào bụi cỏ kết hợp một màu xanh vô tận. Cực kỳ đẹp mắt luôn. Giọng của mình hơi khan rồi. Không sao. Lên phá hòm thôi. Do it. Yes. Mình lên mình đấm được mấy quả xong mình die luôn. Trận này thì hơi căng đây. Bởi vì còn đúng 40 giây mà sự chênh lệch của mình với tem bạn không quá khác biệt. Rồi xong. Chạy. Yes. Mình đã lấy được quả đó. Và còn gây được đam cho cái hòm của tem bạn nữa. Mình quen nói nó đó là cái nhà. Bởi vì mình, nó như kiểu là mình quen chơi mấy cái tựa game mà bảo vệ mấy cái nhà ấy. Như kiểu clan này có nhà chính. Rồi và có vẻ như trận này thắng thôi. Rất tốt phải không nào. Và video của mình sẽ ngắn như vậy thôi. Cho nên xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau. Bye bye.